đợi một chút cho đông đông một chút thì bọn mình nói chuyện nha. Chào mọi người. Mọi người thấy âm thanh thế nào ạ? Có nghe thấy rõ không ạ? Thì phản hồi cho mình ạ. Phản hồi cái âm thanh giúp cho mình với, là có ổn không? Âm thanh nghe không, nghe thấy rõ không? Âm thanh tốt không ạ? Vâng. Xin chào tất cả mọi người. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái livestream này của tôi. Hôm nay thực ra viết nhiều status quá. Đâm ra là mà có rất nhiều điều muốn nói với bà con cũng như nói với cả tất cả mọi người. Cho nên là mình muốn làm cái livestream này một lúc thôi, chắc khoảng tầm độ 30 phút thì mình muốn nói những cái tâm tư và cả cái nguyện vọng và cái gì chúng ta cần phải làm để trong giờ phút này. Khi mà Formosa rất là nóng. Mọi người cũng biết là cái sự việc xảy ra ngày hôm nay như là cái biến cố mà khơi nguồn, thực ra là nó âm ỉ rất là lâu rồi. Và hôm qua thì là công an xã Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh đã châm ngòi cho cái cuộc diễu hành và cái cuộc biểu tình ngày hôm nay. Thực ra thì tôi không ngạc nhiên. Tôi không ngạc nhiên vì cái sự việc ngày hôm nay, bởi vì là tức nước thì vỡ bờ thôi. Cái chuyện gì nó đến nó sẽ phải đến. Nhưng mà cái hành động nổ súng vào bà con, nổ súng vào người dân, nhất là với các bạn trẻ ở trước cái cửa quán cà phê mà hôm qua các bạn ngồi rất là bình thường thôi, ra thì chặn xe và có cái xô xát, có xô xát và nhà cầm quyền rất là ngu si, ngu xuẩn, hành động với hành động rất là ngu xuẩn là đi nổ súng, nổ súng. Và đấy, như mọi người đã biết là có kẻ nó dùng dao chém đứt gân tay một bạn trẻ. Khi mọi người kéo về nhà thờ thì là cái lúc đấy là rất là bức xúc rồi, mọi người rất là bức xúc rồi. Gần như tôi nghĩ là sẽ không kiểm soát được tình hình nếu không có các cha. Sẽ không có kiểm soát được nếu không có các cha. Và ngay lúc đấy thì tôi theo những gì tôi biết thì là bà con định kéo thẳng lên Ủy ban nhân dân xã ngay tại đấy, ngay tại trong đêm ngày hôm qua. Nhưng mà thứ nhất là trời đêm tối, thứ hai là khi cân nhắc thì mọi người quyết định là sáng nay mới lên. Và như mọi người biết hôm nay là cả Facebook ngập tràn cái hình ảnh livestream và những hình ảnh mà bà con kéo lên Ủy ban dân huyện, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Lúc đầu thì chỉ khoảng độ 2 đến 5 người thôi, nhưng càng ngày con số nó càng đông lên. Và như mọi người đã biết là cái lý do tại sao mà dồn ép người dân ngày hôm nay. Và tôi thấy lạ là tất nhiên là ở cái một cái chế độ độc tài, một cái độ truyền thông một chiều thì các báo chí im re, câm hết, không ai nói năng gì. Nhưng mà quả thật là hôm nay là một biến cố và một ngày ghi dấu ấn. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ là nó cộng sản nó xin đàm phán là nó tử tế hơn. No, không bao giờ. Tôi không bao giờ nghĩ là cộng sản nó tử tế hơn. Bởi vì hôm nay là sức dân là chúng nó không kiểm soát nổi. Quá đông dân. Và một cái điều rất là mừng là cả lương dân điều hòa vào dòng người, điều hòa vào người giáo dân của xứ Trung Nghĩa, giáo xứ Trung Nghĩa. Đấy là cái điều đáng mừng, bởi vì cái tinh thần đoàn kết, bởi vì cái tinh thần đoàn kết người Công giáo luôn luôn là như thế. Chúng ta tự hào về điều đó, tự hào và chúng ta phát huy về điều đó. Bởi vì là cộng sản sẽ không bao giờ thay đổi, đấy là điều chắc chắn. Chúng ta phải xác quyết là cộng sản không bao giờ thay đổi, trừ khi những hành động của chúng ta. Nếu hôm nay không đông, nếu hôm nay không từ 7.000 đến 8.000 người thì tôi nghĩ là chúng nó sẽ thẳng tay đàn áp luôn. Bởi vì là tôi liên tục giữ liên lạc với anh em trong tại sân Ủy ban dân xã, sân Ủy ban dân huyện. Chúng nó cũng điều động rất nhiều lực lượng, các khắc phục, hơn 10 xe chuyên dụng chứa dày đặc an ninh và 113, vòi rồng, xe phá sóng rất là đông. Nhưng mà chúng nó suy đi tính lại và chúng nó quyết định là phải đàm phán. Bởi vì là mọi người phải nghĩ là khi dân đã kéo vào tận trong Ủy ban dân huyện rồi là cực kỳ bức xúc rồi.
cực kỳ bức xúc rồi. Bởi vì là cái sự sống của người ta, người ta định thật là một sự khốn nạn khi cái sự sống người ta bị đe dọa bởi Formosa xả thải. Đưa đơn kiện thì bị đánh, mọi người đã biết rồi. Những cái biến cố xảy ra gần đây với cả những người dân miền Trung, tôi nghĩ những người có lương tri đều biết, có nói hay không thôi. Vấn đề tôi làm cái livestream này để tôi muốn kêu gọi mọi người, muốn nói với mọi người biết rằng hiện tại mỗi cá nhân chúng ta đang sống trong một cái đất nước gần hơn 90 triệu dân, trừ những đảng viên thì tôi không nói. Chúng ta đã làm gì và sẽ làm gì cho bà con chúng ta? Đấy là điều chúng ta cần nói. Còn riêng Cộng sản nó không thay đổi, đấy là điều chắc chắn. Chúng ta không bàn tới chúng nó nữa. Chúng ta không bàn tới chúng nó nữa. Bởi vì là bản chất của chúng nó là như thế. Những lời chúng nó hôm nay nói với các cha, những cái giấy chúng nó viết và chúng nó hứa là chúng nó sẽ giải quyết thấu đáo những cái chuyện chúng nó nổ súng đêm hôm qua. Không bao giờ tôi tin. Tôi tin chắc là sẽ không bao giờ chúng nó đưa ra cái thủ phạm hoặc giải quyết tận gốc vấn đề này. Chúng nó chỉ là đu dây mà thôi. Đu dây để chúng nó vãn hồi trật tự cái lúc đó. Bởi vì mọi người đến là những cái giờ, những cái lúc cuối cùng ấy, những cái lúc đông nhất là lên đến 10.000 dân. 10.000 dân. Một con số rất là lớn. Và chúng nó huy động chỉ còn hơn 2.000 quân được thôi. An ninh. Và cả bộ đội biên phòng. Hơn 2.000 quân. Mà để... Đợi tôi một chút. Mà để chúng nó đối phó với cả 10.000 dân, cả lương, cả giáo. Như tôi được biết là khoảng 80% là công giáo, còn 20% bên lương, lương giáo. Thì là nói đến tắm máu nó cũng chẳng là, cũng không thể nào là tả hết được. Cho nên chúng nó mới đàm phán. Chứ mọi người đừng nghĩ chúng nó thay đổi nha. Không bao giờ chúng nó thay đổi hết. Chúng nó chỉ lừa bịp thôi. Và mọi người rút về. Mọi người rút về. Để bảo toàn lực lượng. Bởi vì cuộc chiến này sẽ dài hơi. Và vì cuộc chiến này dài hơi nên chúng ta cần phải biết bà con sẽ cần gì. Chúng ta làm được gì cho bà con. Nhân lực và vật lực. Đấy là điều tôi quan tâm nhất trong thời điểm hiện nay. Bởi vì vấn đề Formosa, tôi vẫn nói đi nói lại, tôi nhấn mạnh với mọi người, tôi xin nhấn mạnh với mọi người, đấy là vấn đề sống còn của chúng ta. Sự tồn vong dân tộc của chúng ta, không những chúng ta, con cháu chúng ta. Đấy là một cái điều mà thật sự luôn đau đáu, bản thân tôi luôn đau đáu, không yên. Bà con miền Trung cả năm nay, mọi người phải hiểu là cả năm nay lao đao khốn khó, biển chết, thuyền không ra khơi, tất cả con thuyền đều không ra khơi. Đấy là một cái điều mà rất là đau khổ, một cái điều mà thật là bà con miền Trung hiện tại gánh chịu tất cả cái hiểm họa của cái chế độ độc tài cộng sản này. Và Formosa khi tọa lạc tại Kỳ Anh đã là giết chết bà con miền Trung rồi. Giết chết bà con miền Trung rồi. Và chúng ta những người ở xa, đúng không ạ? Không chịu trực tiếp thì sẽ gián tiếp mắm muối ăn uống. Chúng ta có thể nào ngồi im được không? Chúng ta có nên ngồi im không? Tôi nghĩ là nếu là con người chúng ta không thể ngồi im. Bởi vì hiện tại bây giờ cuộc chiến này sẽ còn kéo dài. Tôi biết vấn đề đó. Bởi vì Formosa nó còn tồn tại tại Việt Nam thì sẽ không bao giờ bà con miền Trung có thể ngồi yên được. Họ chiến đấu cho tương lai của họ. Cho nên cái việc cần làm của chúng ta là hãy giúp đỡ bà con. Nhân lực và vật lực, mọi sự ủng hộ. Bởi vì bà con đi như thế này không thể là uống nước lá ăn khí rời được, hít khí rời được, phải có thực phẩm. Và gần đây nhất, mới nhất là tôi được biết là bà con rất là muốn chúng ta ủng hộ áo, những cái áo Formosa gạch chéo đó. Tôi hy vọng là các bạn ai đó có thể giúp được bà con in một số áo, kể cả 500 1.000 cái, càng nhiều càng ít. Nhưng những cái chiếc áo mặc trên người, những cái áo đấy có thể khi đi biểu tình, khi va chạm với đám đông, đúng không? Khi va chạm với an ninh mật vụ, chúng nó trà trộn vào thì bà con có thể phân biệt được đâu là quân khốn nạn sẽ đàn áp bà con và đâu là quân ta. Nói đơn giản là như vậy. Đấy là cái áo, còn đâu là lương thực, thực phẩm. Và những cái chi phí của bà con đi, bởi vì con bỏ công bỏ việc. Đúng là như thế, sự thật là như thế. Bỏ công việc mà họ đấu tranh, đâu phải cho họ đâu. Cho tất cả xã hội này. Chúng ta cùng sống trong đất nước Việt Nam đau khổ này. Chúng ta phải có trách nhiệm. Không những
không những hãy hỗ trợ bà con về vấn đề vật chất và con người nữa. Tôi nghĩ là những cái số lượng người mà vẫn được mang tiếng mang danh là đấu tranh dân chủ, tôi thấy không phải là và vắng đâu, cũng đông. Cách này cách khác các bạn có thể về làm truyền thông, bởi vì cộng sản chỉ sợ truyền thông mà thôi, và chúng ta hãy làm gì, làm những gì mà nó sợ. Nó rất sợ truyền thông, bưng bít và gian dối là bản chất của chúng nó. Tôi nghĩ là những người đã sống trên một cái chế độ cộng sản bao nhiêu năm trời quá hiểu vấn đề là có nói hay không, mọi người can đảm để cất lên tiếng nói không, chứ còn quá hiểu bản chất của chúng nó, gian dối và mị dân. Tất cả các báo đài ngày hôm nay đến giờ phút này vẫn đang im, trong khi đó cả ngày hôm nay tại Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh nó căng thẳng mức độ như nào, nó ngột thở mức độ như nào, nhưng cấm một báo báo đài nào lên tiếng. Đấy là một cái truyền thông rất bẩn thỉu. Thậm chí nhá, tôi nói nhá, bởi vì chúng ta đoàn kết, một cái điều rất là mừng là bà con Công giáo, tôi phải nói, tôi không phải là tự khen người Công giáo, nhưng đó là thực tế. Vì tinh thần đoàn kết của bà con mới có cái biến cố ngày hôm nay. Bởi vì nếu chúng ta không đoàn kết, không yêu thương nhau, không bảo vệ nhau, chúng nó xé lẻ ra, chúng ta đập nó, có thể là chúng nó đập chúng ta chết lúc nào không biết, luôn và ngay tại thời điểm đó. Cộng sản chỉ sợ sự đoàn kết của người Công giáo, và chúng ta hãy phát huy cái vai trò đó, phát huy cái điểm thế mạnh đó của chúng ta, bởi vì chúng ta có đức tin, chúng ta có Chúa, chúng ta đâu có sợ. Thực ra thì hôm nay nó có quá nhiều cái cảm xúc, bản thân tôi cũng thế, rất là nóng ruột, nhưng cũng chỉ biết vậy thôi. Và bản thân tôi cũng đi miền Trung rất là nhiều lần rồi, tôi đi nhiều lắm, đến cả gần chục lần, cả chục lần. Nhưng mà điều tôi đau đáu nhất, điều tôi đáng tôi suy nghĩ nhất là vấn đề làm thế nào để duy trì cái sự đấu tranh đường dài của bà con miền Trung. Làm thế nào? Đấy là một bài toán tôi nghĩ là chỉ cần tinh thần đoàn kết, tình yêu thương đồng loại và trách nhiệm với quê hương này, trách nhiệm với tổ quốc dân tộc này thì chúng ta sẽ làm được. Tôi tin là như thế. Chỉ có vấn đề, chỉ có đoàn kết mà thôi. Không còn con đường nào khác cho vấn đề Formosa. Formosa hay là chết. Tôi có thể dám chắc là như thế. Hôm nay Cộng sản nó lùi bước, cứ cho là như thế đi. Nhưng mọi người đừng ảo tưởng, mọi đường đừng nghĩ là nó tử tế hơn. Mọi người đừng nghĩ là trong đầu nó đã có một chút cải thiện, một chút thiện chí về cái sự mà đối xử, hay là cái cách để nó mà tương tác với người dân có vẻ mềm mỏng hơn. Không bao giờ, tôi tin. Rồi mọi người sẽ xem. Bởi vì chúng nó ngại mình thôi. Nó ngại vì ngày hôm nay dân quá đông. Những hình ảnh mọi người biết đấy, nhìn thấy rõ ràng đấy. Bởi là khi những cái động thái chúng nó huy động cả xe chuyên dụng, cả vòi rồng đến, nó chỉ cần một cái lệnh thôi, một cái lệnh thôi là có thể dập chết. Nhưng mà trong những cái giờ phút như thế, chúng nó nếu chúng nó không thể vãn hồi được trật tự thì cũng là cái mồ chôn của chúng nó. Chúng nó rất là quái. Và những cái, tôi xin lỗi những cái thằng an ninh, những cái thằng tay sai cho chế độ, hãy nên nhớ, hãy nhìn tấm gương của thằng an ninh bị ngã vật ra như một kẻ trộm chó tại sân ủy ban dân huyện. Lương 3 cọc 3 đồng lúc mà bị làm sao thì chúng mày là người gánh chịu. Cả thằng Giáp nữa. Cái thằng Giáp là cái thằng mà dùng xà beng đập tượng, bậy tượng ông Thánh Du Xe. Tôi luôn cổ súy, tôi vẫn nói tôi cổ súy cho vấn đề bất bạo động. Đấu tranh bất bạo động là con đường duy nhất đến tự do. Nhưng nhà cầm quyền này đã sử dụng hành động bạo lực, kích động tôn giáo, xúc phạm báng bổ thánh, xúc phạm niềm tin tôn giáo là cái điều ngu xuẩn nhất. Không một nhà cầm quyền nào khôn ngoan mà đi xúc phạm niềm tin tôn giáo, bởi vì nó đợi về đề thiêng liêng. Và chính cái thằng Giáp đấy, nó đập phá tượng thánh, và chính nó là người bắn súng
tối hôm qua, bắn súng để uy hiếp người dân. Chính những cái phát súng đấy dẫn cho những hôm nay người dân phẫn nộ, phẫn uất không thể chịu nổi. Đấy là cái sự ngu xuẩn. Đấy là biểu hiện một cái sự khát máu của bọn cầm quyền. Cho nên tôi muốn nói với bà con một một điều. Thật sự, đây là nói như là một cái rút ruột trong tâm can tôi. Chúng ta có thể tự hỏi làm được gì. Và như tôi đã nói, cái vấn đề cần nhất của bà con bây giờ là sức lực và vật lực, nhân lực nữa để đấu tranh. Đây là một cuộc đấu dài hơi và chúng ta hãy chung tay. Chỉ có đoàn kết mà thôi. Không đoàn kết, chúng ta không bao giờ làm được cái việc gì cả. Bởi vì là Formosa nó tống vào mõm tiền chúng nó rồi. Chúng nó nuốt cũng khó trôi đối với dân, mà nhả ra thì cũng khó. Đấy là cái khó của Cộng sản. Mà chúng nó cũng đã nát óc của chúng nó phải suy nghĩ. Nhưng mà với một đất nước đảng trị, với một nước mà nó dùng cường quyền, nó dùng vũ khí, quân đội và công an đã đàn áp mình, thì cái vấn đề duy nhất chúng ta là làm như nào. Đó là vấn đề tôi đau đáu nhất thật sự đến giờ phút này. Bởi vì là bản chất cộng sản thì ai cũng biết rồi. Chỉ có vấn đề là chúng nó có quyết định cái thời điểm đó ra tay hay không. Đừng bao giờ mong cộng sản thay đổi. Đừng bao giờ mong. Cách đây độ khoảng một tuần, chục ngày, chúng nó còn đưa lên truyền thông là chúng nó đền bù, đúng không ạ? Nhưng hôm nay mọi người xem livestream đấy, những người ta phẫn uất, người ta nói là người ta không được nhận một đền bù nào hết. Đấy là một sự khốn nạn, có truyền thông bưng bít, bưng bít và giả dối. Cho nên mục tiêu của chúng ta nếu mà muốn đánh đuổi bằng được Formosa là phải đoàn kết nhau, thương yêu nhau. Và tất nhiên là phải có sự hỗ trợ nữa. Mọi người cứ hỗ trợ nhau, đúng không? Tôi nói ngay vấn đề thực phẩm. Ít nhất bà con cũng cần rất là nhiều nước và thực phẩm. Và cái vấn đề là ví dụ như là lương khô chẳng hạn. Đấy là phần tối thiểu. Bởi vì là bà con cũng đâu có bỏ công bỏ việc, đúng không? Biển chết hàng năm nay rồi. Cái sức đâu chịu làm sao được nếu không có ai hỗ trợ. Vấn đề pháp lý là một phần. Nhưng mà cái đồ ăn thức uống hàng ngày để nuôi dưỡng cơ thể. Còn các bạn có thể thương, ok. Nhưng mà hãy hành động một chút. Hãy hành động một chút. Chừng nào chúng ta ý thức được đây là cái trách nhiệm của cả cái dân tộc này, trách nhiệm của tất cả gần 90 triệu dân này, thì chúng ta mới có thể hy vọng Formosa cút khỏi Việt Nam. Cái thời điểm này chúng ta hãy dồn toàn tâm toàn lực cho bà con miền Trung. Chúng ta thử hỏi xem cái đất nước này nó be bét, nó khốn nạn, nó thối nát như nào. Chúng ta thừa biết, nếu chúng ta theo dõi mạng xã hội, cái những thằng quan tham như thằng Huỳnh Đức Thơ trong Đà Nẵng chẳng hạn, cái gia tài của nó hàng nghìn tỷ, chúng ta đâu quan tâm đến cái chuyện Formosa. Không bao giờ quan tâm đến Formosa. Bởi vì sao? Con cháu chúng nó, gia đình chúng nó ở bên nước ngoài hết. Nó không kê, nó không quan tâm Formosa. Nó kệ mẹ cho dân. Chúng mày sống lay lắt là việc của chúng mày. Chúng mày chết là việc của chúng mày. Tiền ta chúng ta cứ đút túi hãng. Chúng ta cứ phè phỡ hãng. Cho nên tôi nói cái câu này hơi nặng lời. Và nếu bạn nào mà có khó chịu thì có thể unfriend hoặc là làm gì thì làm. Tôi thấy rất là coi thường những người nào mà trong những ngày nóng bỏng, trong những cái giờ phút bà con miền Trung đang gian nan khốn khó, đang cận kề cái sự bắt bớ đàn áp đổ máu mà vẫn còn đi shopping hay là ăn chơi nhảy múa gì. Thật sự, xã hội này, đất nước này, nếu còn những con người như thế, còn những con người vô cảm đến đáng sợ, còn những con người máu lạnh như thế,
thì sẽ không bao giờ thay đổi được cái xã hội này hết. Không bao giờ thay đổi được xã hội. Chính chúng ta mỗi người là một chiếc đũa cùng bó vào một bó thì mới tử tế, mới tử tế cho chính chúng ta hẳn. Chứ chúng tôi không cần bảo bạn đấu tranh cho ai đâu. Thật đáng sợ. Thật đáng sợ khi những biến cố mà đẫm máu hoặc những cái đàn áp dã man mà con miền Trung mà vì vấn đề sống còn mà mọi người có một số người nào đó vẫn ăn uống, vẫn shopping và post lên là sung sướng là thế nọ thế kia. Thật sự với những con người như thế, tôi coi thường. Tôi nói như này, bạn nào tự ái thì có thể hủy các bạn hoặc block. Nhưng tính tôi nó thế. Tôi nói thật, tôi nói vui là cong ăn cong thẳng ăn thẳng, chơi được với hoặc là cái đồng quan điểm, ok có thể khác quan điểm. Tôi tôn trọng cái quan điểm của bạn, đúng không? Nhưng tất cả nó chỉ có giới hạn và chuẩn mực đạo đức. Các bạn không thể nào mà có thể ngồi yên để hưởng thụ cái thành quả người khác đấu tranh cho các bạn. Và tôi không muốn bảo, tôi không bắt các bạn là hãy xuống đường, hãy kêu gọi, hãy thế nọ thế kia, mỗi người một cái phong cách riêng, nhưng các bạn có thể ủng hộ bằng nhiều cách. Ủng hộ được nhiều cách. Đấy là cái lương tri. Và tôi nghĩ là chúng ta sinh ra làm người mà không có lương tri thì tôi nghĩ là vứt đi thôi. Tất cả những hành động, những cái việc làm, những hình ảnh của công an Hà Tĩnh từ tối hôm qua đến bây giờ. Mọi người thử nghĩ xem, có khác gì một lũ côn đồ du thủ du thực một bọn mafia không? Chặn đường dân trong đêm tối, nổ súng đánh đập, chém vào tay dân rồi vặn tay từng từ cả đứa một người phụ nữ. Những cái trò bẩn cả một hệ thống, tức là cả một chế độ, đúng không? Có công an quân đội, có một cả một bộ máy mà làm những cái việc khốn nạn, làm cái việc hèn như thế. Thì các bạn phải xấu hổ vì chúng ta đang sống trong một đất nước cộng sản. Tôi xấu hổ lắm. Tôi rất xấu hổ khi sống một cái chế độ cộng sản này. Còn gì, chẳng có cái gì là đáng tự hào cả. Người dân thì thờ ơ vô cảm, người dân chỉ rình coi như là để gây sự đánh nhau thôi, còn với bạo quyền thì câm, quay mặt đi. Tất cả một sự hèn nhát. Và cái ngày hôm nay Đảng Cộng sản đã cầm quyền cai trị, nó chỉ đạo được dân, nó bịp bợm nó coi thường dân, cũng là do chúng ta. Cho nên là bây giờ chúng ta hãy thay đổi đi. Các bạn cũng biết là Việt Nam rất là vinh dự và tự hào khi đứng trong top 10 nước có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới. Tự hào chưa? Tự hào đúng không ạ? Tôi nhục lắm, tôi thấy nhục. Mới đây thôi, chỉ thế thôi. Tôi nói là cái thực trạng xã hội này nó khốn nạn như nào. Và cái người, mọi người có biết không, vào bệnh viện ca thì xem, có những người trị hóa chất, ung thư trị hóa chất, 5 người ngồi một giường. Truyền hóa chất không được nằm, không có giường nằm, 5 người ngồi một giường, đau xót không? Tại sao chúng ta phải chịu như thế? Chúng ta cũng là con người. Tất cả những quốc gia trên thế giới văn minh cũng là con người, có đầu có chân có tay cho chúng ta, mà tại sao chúng ta được hưởng một cái nền tự do, một nền mà tôi nói thật là cuộc sống nó quá phồn thịnh như thế, mà chúng ta cũng là con người, tại sao lại không được như thế? Cho nên là chúng ta hãy nhìn đi, nhìn phân tích xem là cái bộ mặt của cái xã hội này, cái xã hội này của chúng ta là cái xã hội như thế nào. Chưa giải quyết được một bất rất nhiều cái bất cập xã hội thì lại đẻ ra cái thằng Formosa khốn nạn này tại Việt Nam. Mà người dân chỉ đòi hỏi cái yêu cầu quyền lợi rất chính đáng, đền bù thiệt hại. Cả năm nay họ bám biển mà cuối cùng cả đời họ bám biển cùng họ chết. Nộp đơn đi kiện đúng không ạ? Nộp đơn đi kiện là cái trình tự pháp luật tối thiểu. Mặc dù tôi biết, anh em biết là đơn thì đơn, chúng nó cũng sẽ không giải quyết đâu. Bởi vì chúng nó dùng luật rừng mà, chúng nó đâu có luật pháp đâu. Chúng nó ngồi xổm luật pháp. Nộp đơn để làm gì? Chúng ta đã sử dụng đúng cái quyền công dân và cái theo cái đúng trình tự pháp luật. Đi nộp đơn, chúng nó còn đánh cho tóe máu. Đấy, xong ngọc. Bao nhiêu nơi. Thế để chúng ta để biết là cái đất nước này, cái chế độ này, cái nhà cầm quyền này, nó vẫn lừa bịp, nó vẫn lật lọng, nó vẫn đu dây. Nó nói một đằng, nó làm một nẻo. Đấy là thực tế. Và bà con miền Trung,
Tại sao lại phải gánh chịu cái thảm họa Formosa này cho cả dân tộc này? Tại sao lại phải đổ vào đầu hết bà con miền Trung? Và đặc biệt là những người Công giáo. Có đáng không ạ? Chúng ta có thấy bất công không? Chúng ta có thấy có một phần trách nhiệm của chúng ta đối với sự đấu tranh của bà con không? Đối với cái hy sinh mất mát của bà con, chúng ta có thấy phải có trách nhiệm không? Tôi nghĩ là có đấy ạ. Mọi người chỉ cần suy nghĩ một chút thôi là biết chúng ta cần phải có trách nhiệm đối với những hy sinh bà con đang chịu đựng. Cái chế độ này, cái đất nước này, nó đi về đâu? Nó đi một cái một con đường, một xuống hố như ngày hôm nay. Tôi nghĩ là mọi người đều nhận ra. Mọi người không thể nào mà không biết được, không thể nào bịt mắt bịt tai được. Cho nên cái vấn đề Formosa này, cái là vấn đề sống còn của chúng ta, của cả 90 triệu dân này, cũng như vấn đề sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng nó rất là khó để giải quyết rốt ráo vấn đề này bởi vì đã ngậm miệng rồi, ngậm tiền rồi. Nhưng mà ngược lại, chúng ta sẽ được gì và sẽ mất cái gì? Tôi nghĩ là mất tất. Mất tất. Và cái đau xót nữa là cái thế hệ tương lai. Tôi nghĩ là nếu các bạn là người Việt Nam, cái niềm tự hào dân tộc có không? Có khó không? Đừng nói với tôi là không có. Chỉ cần các bạn nhìn thấy vấn đề, khi các bạn nhận ra vấn đề rồi, thì các bạn giơ một tay đi giúp người khác. Nó chỉ là trong gang tấc thôi. Và hiện tại, bà con miền Trung đang trông chờ, đang rất mong sự giúp đỡ của chúng ta. Như tôi đã nói, bây giờ tôi đang xin kêu gọi hàng nghìn cái áo Formosa. Ai có thể rộng tay giúp được bà con? Nữa là thực phẩm để bà con duy trì cuộc chiến này. Đường còn dài, phải chấp nhận gian nan. Và những người mà đầu sóng ngọn gió, những người ở tuyến lửa, những người mà dần gần lửa giáp mặt ở Formosa, họ đã làm thay cho chúng ta. Thì chúng ta nên bù đắp lại, nên có một chút trách nhiệm với bà con. Như tôi đã nói, họ đấu tranh cho cả dân tộc chúng ta, không phải cho riêng họ. Cho nên tôi xin mọi người hãy hướng về bà con miền Trung, hãy hướng về Formosa. Và những anh em nào có khả năng làm truyền thông, những người mà tôi nói không có ý gì đâu nhá, không có ý gì, những người mà vẫn mang danh là đấu tranh dân chủ ấy, có thể bút chút thời gian một lần đến những cái nơi như thế để cảm nhận, để sống và để nhìn thấy bà con. Tôi nghĩ là khi đó mọi người sẽ hiểu ra rất nhiều. Chứ có thể mà ngồi một chỗ, tôi không trách những người ngồi một chỗ, tất nhiên có mỗi người có đấu tranh riêng khác nhau, mỗi người có điều kiện khác nhau, thì các bạn hỗ trợ cách khác. Tôi thấy là anh em đấu tranh ở Hà Nội, hoặc là nói chung ở chung chung với cả phong trào dân chủ Việt Nam, cũng thấy đông người làm truyền thông cũng làm cũng tốt mà. Mỗi người có cách làm riêng của mình. Hãy đẩn truyền thông lên. Bởi vì là bản chất của cái chế độ này là nó bưng bít. Những cái việc làm thối tha của chúng nó bưng bít, chúng nó muốn dìm xuống. Thì chúng ta không thể để chúng nó dìm xuống được. Không thể để chúng nó cho chìm xuồng được. Tất nhiên, như tôi đã nói, đoàn kết vẫn là vấn đề quan trọng nhất. Như hôm nay mọi người biết, những người dân bên lương, hai bên đường họ mang nước ra, họ mang thực phẩm vào cho bà con trong sân. Trong sân cái thời điểm cao điểm nhất là 6.000 đến 7.000 người. Mọi người phải đủ biết là con số nó quá lớn, quá đông. Cho chúng nó không thể rộng tay đàn áp được. Chúng nó cũng suy tính mãi rồi. Chứ chúng nó không phải tử tế đâu. Chúng nó rất sợ đoàn kết. Và chúng ta hãy phát huy tinh thần đoàn kết. Bằng cách gì? Những người ở gần thì kéo đến cùng bà con. Còn những người ở xa như tôi hoặc những người ở xa khác, có thể ủng hộ bà con lương thực, thực phẩm. Còn những người làm truyền thông có thể về miền Trung làm truyền thông cho bà con.
đấy là chúng ta giúp đỡ bà con và giúp đỡ chính chúng ta, cái thiết thực nhất. Người Công giáo thì như tôi thì có cái kinh nghiệm là khi nhà thờ đã rung chuông thì là cực kỳ căng thẳng mới rung chuông. Vô cùng căng thẳng mới rung chuông. Lúc đấy là bắt đầu nó sẽ rất là nguy hiểm trong sự an nguy của nhà thờ cũng như bà con cũng như 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 là giáo dân rồi, cho nên các cha mới rung chuông. Hôm nay là một cái biến cố vô cùng lớn, nhưng mà cũng là một nỗi nhục cho chế độ cộng sản cầm quyền này. Các giáo xứ xung quanh Trung Nghĩa đều rung chuông hết, cho nên là bà con mới kéo đến đông như thế. Thế tôi hỏi, nếu mà mọi người ngồi im đúng không ạ? Mọi người cũng kệ, việc mày làm, việc ta làm, ở đấu tranh cứ đấu tranh, thì liệu có ngày hôm nay không? Liệu cộng sản nó có chùn bước như ngày hôm nay không? Tôi nghĩ là không. Và mọi người cũng biết chắc là sẽ không bao giờ như thế. Bởi vì tinh thần hiệp thông của bà con xung quanh là quá lớn. Cho nên chúng nó phải cầu cứu các cha. Cầu cứu các cha để yêu cầu muốn bà con, mong bà con rút. Nếu các cha không lên tiếng, nếu các cha không đến, thì cũng khó có thể nào mà bà con quay về. Đấy là cái điều chúng ta biết. Đấy là những điều và cái kinh nghiệm, cái thực tế ngày hôm nay. Mọi người hãy nhớ dùm tôi. Cho nên là chúng ta còn muốn sống, chúng ta còn muốn hơi thở, muốn môi trường cho tử tế, môi trường để cho chúng ta sống như những con người bình thường ở các nước khác, được làm người. Thì chúng ta không thể để Formosa tọa lạc, sừng sững ở đất Kỳ Anh, Hà Tĩnh như thế được. Không bao giờ chúng ta có một cuộc sống tử tế, có một cái môi trường tốt nếu còn Formosa. Tôi chỉ mong mọi người hiểu vấn đề như thế. Và mỗi người chúng ta có những cách khác nhau để giúp đỡ bà con, cách khác nhau để đấu tranh, để tống cổ Formosa ra khỏi Việt Nam. Nếu mà bạn nào mà chưa ký thì có thể ký vào cái thỉnh nguyện thư, cái đơn đấy. Còn những bạn ở gần có thể hiệp thông cách khác. Hôm nay thật sự là cái con số nó quá lớn. Bà con kéo đến sân ủy ban dân xã quá lớn, bản thân huyện quá lớn. Cho nên là chúng nó mới cần phải cân nhắc. Nếu chúng nó đàn áp ngày hôm nay thì sẽ không bao giờ có thể mà vãn hồi được trật tự ngày hôm nay, nó sẽ loạn. Nó sẽ loạn. Cộng sản vô cùng nham hiểm. Không bao giờ chúng nó thay đổi bản chất của chúng nó. Không bao giờ luôn. Đấy là điều chắc chắn. Vì cuộc chiến này nó còn kéo dài. Chắc chắn là nó còn kéo dài. Cho nên, cái thực tế nhất chúng ta có thể làm giúp bà con là cái gì? Tôi nghĩ mọi người cũng có thể, bây giờ mọi người cũng có thể mà tự hiểu, đúng không? Thật sự, cái sự khó khăn thiếu thốn của bà con, những ai về đó thì mới biết, rớt nước mắt, chịu đánh đập, chịu đàn áp, chịu vu khống, chịu mạ lị, cả cái truyền thông nó vu khống, nó xúc phạm. Không những thế, họ sống bằng gì, họ sinh sống bằng gì, mất công mất việc, đi như thế phải mất công mất việc rồi, lấy gì mà ăn? Con cháu học hành như thế nào? Đấy, mọi người thử hiểu xem bao nhiêu khó khăn vật chất, bao nhiêu khó khăn để chồng chất lên đầu, lên vai bà con miền Trung. Thì không có lý gì chúng ta có thể ngồi im được. Không có lý gì. Không có lý gì chúng ta có thể ngồi im được. Và tôi hy vọng là sau cái livestream này của tôi, mọi người hãy đồng lòng, hãy giúp bà con. Mỗi người một tay. Tôi nghĩ là mọi người cũng sẽ hiểu vấn đề. Bởi vì là cái việc Formosa này nó là cái thực tế dành ra. Mọi người có biết là cứ buổi tối đến những cái ống khói, nó xả ra bao nhiêu chất thải. Bao nhiêu chất thải trên bầu trời không? Đường nước nhiễm. Tôi nói là cái biển mặn như thế, cá còn chết. Phương chi là người. Hãy cứu lấy chúng ta đi mọi người ạ. Cứu lấy chính chúng ta nữa.
cả năm nay rồi, cái tình trạng xảy ra cả năm nay rồi và nó ngày càng nó lan rộng theo dòng hải lưu, lan rộng khắp nơi. Cho nên đấy là vấn đề rốt ráo, đấy là vấn đề cần thiết nhất cái thời điểm này. Không gì có thể mà tôi nói thật với cả mọi người là không gì có thể đảm bảo được vấn đề là Formosa nó sẽ biến khỏi đất nước này nếu chúng ta không đấu tranh. Đấy là con đường duy nhất. Chẳng có con đường nào khác. Bởi vì là chúng nó ép mình. Chúng nó dồn mình vào chân tường. Chúng nó dồn mình vào chân tường. Bởi vì gia đình chúng nó, con cháu chúng nó không ở đây, chúng nó đi đến nước ngoài hết. Cho nên cái việc của chúng ta làm con người, chúng ta được sống theo căn tính hay chúng ta chỉ là một con vật đang tồn tại? Hay là chỉ là vật đang tồn tại? Mọi người phải hiểu là tồn tại và sống nó khác nhau. Tồn tại và sống nó khác nhau. Và không lý gì chúng ta bỏ mặc, không lý gì chúng ta kệ mặc xác bà con miền Trung trong những ngày gian khó, trong những cái thời kỳ cực kỳ khó khăn này. Đấy là một cái điều rất dã man, thất đức. Có những cái địa chỉ mọi người có thể gửi thẳng về địa chỉ đó giúp bà con. Bởi vì là thực sự để mà chiến một cuộc chiến như này hội tụ rất nhiều yếu tố. Người ta bảo có thực mới vực được đạo. Nếu không có thực phẩm, nó không có lương thực, nó không có mà duy trì sự sống thì không gì, không thể nào đấu tranh được. Đấy là thực tế. Đó. Cho nên là qua cái livestream này, tôi mong mọi người, tôi kêu gọi mọi người hãy hướng về bà con miền Trung, ủng hộ bà con miền Trung nhân lực, vật lực và nhất là truyền thông. Các bạn có thể share bài những hình ảnh đó để khai trí cho những người không biết. Bởi vì là các bạn đang nói, đang đấu tranh cho chính các bạn chứ không phải cho tôi. Chúng ta sống trong tăm tối, sống trong cái sợ dại sức vật này mấy chục năm nay là quá đủ, là quá đủ. Để mà sống yên lành tử tế như những con người với nhau còn không được, chúng nó còn không cho. Chúng nó giết dân. Chúng nó rước cái mả bố Formosa nó về thì chớ. Nhưng chúng nó còn giết dân bằng cách chúng nó bịt miệng dân, chúng nó không có cho dân đấu tranh, không có cho dân tồn tại. Bởi vì những cái tranh đấu, những cái việc của bà con là cái việc quyền lợi rõ ràng, cái quyền lợi tối thiểu mà chúng nó còn dập tắt, chúng nó còn vùi dập. Công an và quân đội. Con bảo, con gọi điện bảo chú Hoàng là mẹ tí mẹ cháu ra. Bao nhiêu tiền thuế, bao nhiêu tiền ngân sách chúng nó nuôi công an và quân đội. Có đánh Formosa đâu, có đánh đuổi giặc Tàu đâu. Và chúng nó quay lại, quay súng vào dân. Đấy là điều bất hạnh. Mọi người có thấy không? Quân đội và công an đang bảo vệ Formosa. Mọi người đã thấy một cái hành động nào của quân đội và công an đứng về dân chưa? Chúng ta nuôi một đám, tôi nói thật với mọi người là nuôi một đám người như vậy nhưng chúng nó quay lại, chúng nó cắn chúng ta. Quá bất hạnh. Cực kỳ bất hạnh cho dân tộc này. Và đến chốt cuối cùng là cái vụ Formosa này. Từ năm ngoái đến nay cả năm trời. Chúng nó đu dây, chúng nó giằng đi giằng lại. Chúng nó đưa lên truyền thông bẩn. Tiền thì chúng nó đút túi. Chúng nó bảo chúng nó nhận tiền rồi. Nhưng bây giờ mọi người cũng biết đấy. Hàng trăm hộ dân, hàng nghìn hộ dân, hàng nghìn người bà con còn chưa nhận được đồng nào. Chưa nhận được đồng nào. Thôi tôi cũng chỉ muốn nói vài lời với bà con như vậy. Mong bà con hãy chung tay giúp sức cho bà con miền Trung. Đây là vấn đề sống còn của chúng ta, cho mỗi chúng ta. Xin chào bà con.